Xin chào tất cả các em. Ngày hôm nay, cô đại diện cho nhóm toán 7 của trường trung học cơ sở Nguyễn Công Trứ sẽ hướng dẫn cho các em môn toán đại số 7, tiết 44, luyện tập. Mục tiêu bài học ngày hôm nay các em cần đạt được đó là 1. Về kiến thức, nắm vững về khái niệm, giá trị của dấu hiệu và tần số tương ứng. 2. Về kỹ năng, rèn kỹ năng xác định dấu hiệu, tần số của giá trị, củng cố kỹ năng lập bảng tần số từ bảng số liệu ban đầu, biết cách từ bảng tần số viết lại một bảng số liệu ban đầu. 3. Về tư duy, thái độ, rèn luyện tính cẩn thận, chính xác và khả năng lập luận, tích cực trong học tập. Trước khi đến cấu trúc bài học, các em cần lưu ý phải chuẩn bị sách toán tập 2, thước, bút ghi, vở, máy tính để tiết học các em tiếp thu bài được tốt nhất. Cấu trúc bài học gồm 3 phần: 1. Ôn bài cũ. 2. Giải bài tập. 3. Hướng dẫn về nhà. Các em cùng vào mục kiểm tra bài cũ nào. Các em hãy chọn đáp án đúng nhất. Câu 1. Bảng tần số là tên gọi tắt của: A. Bảng số liệu thống kê ban đầu. B. Bảng phân phối thực nghiệm của dấu hiệu. Đáp án ở đây là đáp án B. Bảng tần số là tên gọi tắt của bảng phân phối thực nghiệm của dấu hiệu. Câu số 2. Bảng tần số được lập để làm gì? Có 4 đáp án: A. Thu gọn lại bảng số liệu thống kê ban đầu. B. Giúp người điều tra dễ rút ra những nhận xét chung. C. Tiện lợi cho việc tính toán sau này. D. Cả 3 ý trên đều đúng. Đáp án đúng ở đây là đáp án D. Cả 3 ý trên đều đúng. Bảng tần số thì thu gọn lại bảng số liệu thống kê ban đầu, giúp người điều tra dễ rút ra được những nhận xét và tiện lợi cho việc tính toán sau này. Cô và các em cùng vào tiết 44, luyện tập. Đầu tiên, cô sẽ hướng dẫn cho các em giải bài tập số 8, trang 12, sách giáo khoa. Các em cùng quan sát đề bài. Một xạ thủ thi bắn súng, số điểm đạt được sau mỗi lần bắn được ghi lại ở bảng 13. A. Dấu hiệu ở đây là gì? Xạ thủ đã bắn bao nhiêu phát? B. Lập bảng tần số và rút ra một số nhận xét. Vậy, định nghĩa dấu hiệu là gì? Dấu hiệu là vấn đề hay hiện tượng mà người điều tra quan tâm, tìm hiểu. Vậy, ở trong bài tập 8 sách giáo khoa, các em có thể thấy dấu hiệu ở đây đó chính là điểm số đạt được của mỗi lần bắn. Xạ thủ đã bắn bao nhiêu phát? Các em quan sát bảng số liệu thống kê ở bảng 13. Các em có thể đếm được tổng cộng là có 30 số liệu. Vậy, xạ thủ đã bắn được 30 phát. Vậy, từ bảng 13, các em có thể lập được bảng tần số không nào? Các em hãy thử suy nghĩ, viết ra và cùng kiểm tra đáp án nào. Đáp án ở đây đó là điểm số của mỗi lần bắn x, tần số n. Các em quan sát ở trên màn hình bảng tần số. Câu hỏi, từ bảng tần số, em có thể rút ra nhận xét về những nội dung gì? Vậy, từ một bảng tần số thì các em có thể nhận xét những nội dung sau. Đầu tiên, đó là số các giá trị của dấu hiệu. Thứ hai, số các giá trị khác nhau của dấu hiệu. Giá trị lớn nhất, giá trị nhỏ nhất. Giá trị có tần số lớn nhất. Và giá trị nào chiếm tỷ lệ cao? Vậy, sau khi đã lập bảng tần số ở bài tập trên, thì các em có thể nhận xét được như sau. Số các giá trị của dấu hiệu là 30. Có tổng cộng là 4 giá trị khác nhau, hay nói cách khác đó là có 4 loại điểm đạt được, nằm trong khoảng từ 7 đến 10. Điểm số thấp nhất ở đây là 7, cao nhất là 10 điểm. Số điểm chiếm tỷ lệ cao
Các em quan sát từ bảng tần số, ta có thể dễ thấy rằng là 8 và 9 là chiếm tỷ lệ cao. Vừa rồi, cô đã hướng dẫn cho các em giải xong bài tập số 8 trang 12 sách giáo khoa. Bây giờ, cô và các em cùng tới bài tập số 9 trang 12. Các em cùng quan sát đề bài. Thời gian giải một bài toán tính theo phút của 35 học sinh được ghi trong bảng 14. A. Dấu hiệu ở đây là gì? Số các giá trị là bao nhiêu? B. Lập bảng tần số và rút ra một số nhận xét. Các em cùng suy nghĩ. Vậy, dựa vào đề bài và bảng 14 thì các em có thể rút ra được dấu hiệu ở đây đó là thời gian giải một bài toán của mỗi học sinh. Các em lưu ý, ở đây là thời gian giải một bài toán của mỗi học sinh. Có một vài bạn sẽ ghi là của 35 học sinh, nhưng không chính xác. Các em phải đáp án đúng ở đây đó là thời gian giải một bài toán của mỗi học sinh. Số các giá trị là 35, vì ở đây là ghi lại thời gian giải một bài toán của 35 học sinh. Vậy số các giá trị là 35. B. Bảng tần số. Bảng tần số được lập như sau. Thời gian giải một bài toán của mỗi học sinh x tần số n. Các em quan sát bảng tần số ở trên màn hình. Sau đó các em hãy so sánh đối chiếu với bài làm của các em nào. Từ bảng tần số, các em có thể rút ra được những nhận xét như sau. Nhận xét, số các giá trị là 35, nhưng mà ở câu A đã ghi rồi, nên ở trong nhận xét cô sẽ không ghi lại nữa. Số các giá trị khác nhau là 8, đó là 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Thời gian giải một bài toán nhanh nhất là 3 phút. Từ bảng tần số, các em có thể dễ dàng nhận thấy được. Thời gian giải một bài toán chậm nhất là 10 phút. Thời gian giải xong một bài toán chủ yếu đó là 8 phút. Các em quan sát ở bảng tần số, thời gian 8 phút xuất hiện tới 11 lần, cao nhất ở trong bảng. Vậy, thời gian giải xong một bài toán chủ yếu là 8 phút. Các em cùng xem lại đáp án nào. Bài tập số 2 đã hoàn thành xong, cô và các em cùng tới bài tập số 3. Các em chú ý, cô cho bảng tần số như trên màn hình. Câu A, từ bảng trên cho ta biết những kiến thức gì? Các em hãy quan sát bảng tần số cô cho ở trên màn hình và các em có thể thu được những kiến thức gì về từ cái bảng trên. Hay nói đơn giản dễ hiểu hơn là các em có những nhận xét gì nào? Từ bảng trên, trước hết thì các em có thể biết dấu hiệu ở đây là gì? Dấu hiệu ở đây đó là số cây gỗ khai thác trái phép mỗi năm của một khu rừng. Đơn vị điều tra là mỗi năm. Số đơn vị điều tra. Ở đây các em nhận thấy ở trên bảng tần số người ta cho n lớn bằng 10. Vậy số đơn vị điều tra là 10. Số các giá trị của dấu hiệu. Số các giá trị của dấu hiệu sẽ đúng bằng số đơn vị điều tra. Vậy số các giá trị của dấu hiệu là 10. Số các giá trị khác nhau của dấu hiệu. Các em quan sát trên bảng tần số có tới 4 giá trị khác nhau, đó là 125, 137, 154, 160. Vậy, số các giá trị khác nhau của dấu hiệu là 4. Số gỗ bị khai thác ít nhất là 125. Các em có thể dễ dàng nhận thấy ở trên bảng. Số gỗ bị khai thác nhiều nhất đó là 160 cây. Số gỗ bị khai thác chủ yếu trong khoảng từ 154 đến 160 cây. Vậy, các em đã thu được những kiến thức từ bảng tần số.
Các em cùng tới câu hỏi B nào. Hãy từ bảng này viết lại thành một bảng số liệu ban đầu. Ở bài tập 8 và bài tập 9 ở trong sách giáo khoa, đề cho từ bảng số liệu thống kê ban đầu yêu cầu các em viết lại một bảng tần số. Ở trong bài tập 3 này, yêu cầu các em từ bảng tần số viết lại một bảng số liệu thống kê ban đầu. Vậy chúng ta sẽ làm như thế nào? Các em hãy cùng xem đáp án. Trả lời: điều tra số cây gỗ bị khai thác trái phép mỗi năm của một khu rừng, ta có bảng sau: 125, 137, 154, 125, 160, 154, 160, 160, 160, 154. Vậy chúng ta viết như thế nào? Các em có thể dễ dàng thấy được ở bảng tần số 125 xuất hiện 2 lần, 137 xuất hiện 1 lần, 154 xuất hiện 3 lần và 160 xuất hiện 4 lần. Vậy các em sắp xếp các số này sao cho số lần xuất hiện của nó tương ứng với trên bảng tần số. Đây chỉ là một ví dụ về bảng số liệu ban đầu được viết lại từ bảng tần số. Như vậy, từ bảng số liệu thống kê ban đầu, ta lập được bảng tần số và ngược lại. Từ một bảng tần số, ta cũng có thể lập được bảng số liệu thống kê ban đầu ở dạng đơn giản. Từ bảng tần số, ta cũng có thể rút ra được những kiến thức như từ bảng số liệu thống kê ban đầu và có những nhận xét dễ dàng hơn so với bảng số liệu thống kê ban đầu. Và các em cần lưu ý, nhận xét từ bảng tần số, các em sẽ nhận xét về số các giá trị của dấu hiệu, số các giá trị khác nhau của dấu hiệu, giá trị lớn nhất, giá trị nhỏ nhất, giá trị có tần số lớn nhất, giá trị chiếm tỷ lệ cao. Bây giờ cô và các em cùng tới bài tập củng cố. Cô cho đề như sau: số lượng học sinh nữ của các lớp trong một trường trung học cơ sở được ghi lại trong bảng như ở trên màn hình. Câu hỏi 1, dấu hiệu cần tìm ở đây là gì? Các em phải suy nghĩ thật kỹ nào. Cô có 4 đáp án nào. A, số lớp trong một trường trung học cơ sở. B, số lượng học sinh nữ trong mỗi lớp. C, số lớp và số học sinh nữ của mỗi lớp. D, cả A, B, C đều đúng. Vậy, các em cần nhớ rằng dấu hiệu là vấn đề hay hiện tượng mà người điều tra quan tâm tìm hiểu. Đáp án ở đây là đáp án B, số lượng học sinh nữ trong mỗi lớp. Câu hỏi số 2, tần số lớp có 18 học sinh nữ ở bảng trên là A, 3, B, 4, C, 5, D, 6. Ở đây có hai cách, các em có thể đếm số 18 ở trên bảng xuất hiện bao nhiêu lần, hoặc các em có thể lập bảng tần số để các em có thể biết được giá trị 18 có tần số là bao nhiêu. Các em đã đếm xong chưa? Đáp án ở đây là đáp án C, 5. Câu hỏi số 3. Số lớp có nhiều học sinh nữ nhất ở bảng trên là A, 2, B, 3, C, 4, D, 5. Các em quan sát bảng ở trên màn hình, các em thấy giá trị 24 là giá trị lớn nhất. Hay nói cách khác là số học sinh nữ trong một lớp đông nhất là 24 học sinh nữ. Vậy, số lớp có nhiều học sinh nữ nhất ở trên bảng là 2 lớp. Chúng ta tiếp tục chuyển sang câu hỏi số 4 nào. Câu hỏi số 4. Theo điều tra ở bảng trên, số lớp có từ 20 học sinh nữ trở lên chiếm tỷ lệ A, 20%, B, 25%, C, 30%, D, 35%. Các em cùng suy nghĩ nào. Quan sát ở trên bảng, các em có thể đếm được có bao nhiêu lớp có từ 20 học sinh nữ trở lên chưa? Tổng cộng là có 6 lớp có từ 20 học sinh nữ trở lên.
Vậy, bây giờ muốn tìm tỷ lệ số lớp có từ 20 học sinh nữ trở lên, các em phải lấy tổng số lớp có từ 20 học sinh nữ trở lên chia cho tổng số các đơn vị điều tra rồi nhân cho 100%. Vậy đáp án của bài này là số lớp có từ 20 học sinh nữ trở lên là có 6 lớp. Số các đơn vị điều tra là tổng cộng là có 20 lớp. Vậy đáp án là 6 chia 20 rồi nhân cho 100%. Và vậy đáp án ở đây là đáp án C, 30%. Và để Hào hứng hơn, cô có chuẩn bị trò chơi giải ô chữ. Bây giờ các em hãy trả lời các câu hỏi để giải được ô chữ nào. Câu hỏi số 2. Số tất cả các giá trị không nhất thiết khác nhau của dấu hiệu đúng chấm 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 số các đơn vị ra. Vậy đáp án ở đây đó là số tất cả các giá trị của dấu hiệu đúng bằng số các đơn vị điều tra. Tiếp tục câu hỏi số 3 nào. Mỗi chấm 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 là một giá trị của dấu hiệu. Vậy mỗi gì đây ta? Mỗi số liệu là một giá trị của dấu hiệu. Tiếp theo câu hỏi số 5 đi nào. Trong trường hợp chỉ chú ý tới các giá trị của dấu hiệu, bảng số liệu thống kê ban đầu có thể chỉ gồm các. Vậy bảng số liệu thống kê này chỉ gồm các gì đấy các em? Vậy trong trường hợp chỉ chú ý tới các giá trị của dấu hiệu, bảng số liệu thống kê ban đầu chỉ có thể gồm các cột số. Các em lưu ý nhé. Tôi quay về câu hỏi số 1 nào. Các số liệu thu thập được khi điều tra về một dấu hiệu gọi là số liệu thống kê. Các em lưu ý. Ta chỉ còn câu hỏi số 4. Câu hỏi số 4. Chấm chấm chấm. Xuất hiện của một giá trị trong dãy giá trị của dấu hiệu là tần số của giá trị đó. Vậy đáp án ở đây đó chính là số lần. Số lần xuất hiện của một giá trị trong dãy giá trị của dấu hiệu là tần số của giá trị đó. Được chưa nào? Vậy đáp án của chúng ta cần tìm ngày hôm nay đó chính là tần số. Nhiệm vụ về nhà của các em như sau. Học thuộc cách ghi nhớ, xem lại các bài đã làm trên lớp. Làm các bài tập 5, 6, 7. Sắp bài tập trang 4. Các em chuẩn bị tiết sau. Đọc trước bài, biểu đồ, sách vở, thước kẻ, máy tính bỏ túi. Và trong thời gian này, các em đừng quên phòng chống dịch bệnh nhé. Cảm ơn các em đã lắng nghe.